Rồi, thôi được rồi. Có ai xung phong không? Không ai xung phong à? Rồi, thế để mình chữa nha. Rồi, cái nhạc nền thì xong rồi, đúng không? Bây giờ là... nhạc quái vật đi. Khi bấm vào quái vật thì bị tiêu diệt, đồng thời phát âm thanh. Chết, đúng không? Rồi. Ví dụ này. Luôn cái gì đây? À, xóa mất cái canvas rồi. Score này tính xong. Gì? Tôi không xem nữa em ạ, bây giờ tập trung lên đây xem thầy làm. Về nhà xem cái đấy, được chưa? Đấy. Lúc thầy làm thì tập trung lên xem để mà hiểu cách thầy làm như thế nào. Về nhà thực hành lại, không hiểu mở video ra xem. Đấy, đây là cách để mà học, được chưa? Chứ không phải lên lớp xem video thực hành.
trên lớp chỉ có 2 tiếng thôi, đúng không? Đấy, trong khi ở nhà là 24 tiếng còn lại để mà xem video tha hồ. Đấy. Chứ không phải là cứ lên lớp bây giờ xem video. Lên lớp là cái việc mình làm được rồi, thầy cái vấn đề mình chưa làm được hỏi thầy chữa nó mới hiệu quả, chứ không phải lên lớp bắt đầu xem video làm theo không hiệu quả tí nào. Đấy. Tạo ngẫu nhiên quái vật này có đi pháp nó ở đây, anh folder này cho ra ngoài này. Rồi, thì bây giờ cho cái audio khi mà giết quái vật vào đâu? Bây giờ khi quái vật đi qua mà bấm vào thì nó chết chưa? Đây, on mode down. It's moving. X lớn 0 thì dừng. Rồi bây giờ mình khóa cái này lại để cho nó bấm được luôn cho nhanh, không cần phải chờ sang bên kia nữa. Đấy, âm thanh chết này, mờ dần rồi biến mất này. Đây là nó đang mờ dần rồi nó mới biến mất, đúng không? Rồi, nếu mà chẳng may, nếu mà nó yêu cầu là nếu không mờ dần mà nó biến mất luôn cơ thì liệu có được không? Đúng không? Thì bây giờ nếu biến mất luôn thì thế nào? Thì mình cho cái destroy này vào trong này, vào trong cái on mode down này, đúng không? Bây giờ xem nó còn kêu được nữa không nhé. Vẫn kêu. Cái kêu thì tại sao nó kêu được? Nó liên quan đến cái này này. Cái audio control này. Đấy, mình lấy ra. Các bạn nhìn thấy các object ở đây này, các enemy này. Các enemy có nhìn thấy audio gắn vào đây không? Hả? Không hề có audio gắn vào, đúng không? Thế như vậy nguồn phát âm thanh không phải là cái thành phần audio gắn trên enemy, mà là audio ở trên main camera. Được chưa? Đấy. Rồi. Thế như vậy chúng ta phải lưu ý cái việc gắn audio vào đâu. Nếu gắn audio vào nhân vật mà cho nó chết ngay như vậy thì nó sẽ không thể phát âm thanh được nữa, vì nó bị destroy rồi. Đấy. Còn nếu mà nó chưa chết ngay mà nó giảm mờ dần thì chúng ta có thể gắn audio vào nhân vật được, bởi vì nó sẽ có cái khoảng thời gian nó mờ dần, thì mờ dần xong thì audio phát âm thanh chết là vừa, đúng không? À, tức là âm thanh chết đồng thời luôn thì là vừa. Nhưng mà nếu nó chết ngay, nó biến mất ngay thì chúng ta lại không làm như vậy được. Đấy, thế nên là lại tùy từng tình huống. Nếu mà muốn chết ngay mà vẫn có âm thanh thì chúng ta lại phải là lấy ra cái audio controller này. Đấy. Audio controller bằng game.file main camera get component audio controller. Được chưa? Khi mà lấy được cái audio controller ở bên này thì bên này mình viết một cái hàm là play audio die, đúng không? Đấy. Đấy thì nó sẽ gọi đến cái hàm public này để nó play cái âm thanh này. Đấy thì ở bên enemy nó sẽ xử lý cái việc gọi đến phương thức đó thì nó mới phát âm thanh được, kể cả enemy này nó bị phá hủy thì cái việc phát âm thanh nó vẫn đang ở bên controller này. Được chưa? Rồi. Tiếp theo tạo canvas này, đúng không? Tạo canvas.
Đấy. Chúng ta vào game này, UI này. Đấy. Ví dụ nhạc nền đúng không? Nhạc nền thì nó là cái toggle này. Đấy. Nhạc nền, ví dụ vậy, được chưa? Nhạc nền nào? Option. Nhạc nền check đi. Đấy. Rồi. Nhạc nền thôi, cứ để nhạc nền thôi. Rồi. Rồi thì cái nhãn của nó đang để là toggle vì đổi cái nhãn của nó thành nhạc nè, được chưa? Đấy. Công chữ động ví dụ vậy 17 rồi. Đấy thì cái này nó sẽ làm một cái check cho phép chúng ta check on up. Bật tắt đúng không? Nỗi đỏ gì đây? The round editor. Không biết là lỗi gì. Event system. Rồi bây giờ vấn đề là chúng ta muốn bỏ tích vào đây hay bỏ tích thì nó sẽ lưu nhạc tắt bật tắt nhạc nền đúng không? Đấy, thì bây giờ viết cái script đó ở đâu? Chúng ta đang có ở audio này, audio controller đâu? Đây audio controller này. Rồi ở trong cái script này mà chúng ta muốn xử lý được cái việc check ở cái nhạc nền này thì chúng ta sẽ phải viết một cái tham chiếu đến nó. Public toggle đúng không? Đấy. Nhạc nền. Using. Rồi tiếp theo này. Mình viết một cái phương thức public voice on bật tắt nhạc nè, được chưa? Đấy, bật tắt nhạc nền. Thế bây giờ mình sẽ kiểm tra nếu nhạc nền chấm is on. Chúng ta có phương thức ion. Đấy, nếu cái này mà đúng thì sao? Thì audio không. Ở đây mình đang bởi vì audio suộc của mình ở trên ở camera nó có hai cái đúng không? Hai cái audio suộc nên nó là một mảng audio. Vậy mình sẽ phải là đợi audio không. Audio không chấm play đúng không? L audio không, hay là ở đây chúng ta có phương thức đây rồi, pause không chấm pause. Đấy.
Rồi thì như vậy trong start này mình không để cái phương thức này nữa, không để cái audio không cho play nữa. Rồi bây giờ tham chiếu này, cho nó tham chiếu đến này, kéo thằng nhạc nền này vào cái này, được chưa? Chạy thử nhá. Bỏ tích này, tích này, bỏ tích này, không được, đúng không? Bởi vì sao đấy? Bởi vì là ở bên nhạc nền này nhá, chúng ta muốn bắt được cái sự kiện khi thay đổi trạng thái ở đây. Vừa rồi mình mới viết ra cái hàm bật tắt nhạc nền này, nhưng nó ở bên cốt bên này. Đấy, làm thế nào để link được cái sự kiện này đến cái cốt đó, đến cái cốt audio controller này, đến cái cốt audio controller này, đúng không ạ? Thì chúng ta có là on value chain của cái toggle này. Bây giờ chúng ta bấm cộng, và ở đây nó sẽ có là nó yêu cầu là chúng ta truyền tham chiếu một cái đối tượng để nó sẽ thực thi một cái hàm ở trong đó. Thế bây giờ mình sẽ truyền tham chiếu cái main camera vào đây. Thì trong thằng main camera này nó có cái phương thức, à nó có cái lớp mà audio controller mình viết, và trong này có phương thức bật tắt nhạc nền, được không? Rồi thì bây giờ mình sẽ chạy cái thằng này. Tắt, nhạc nền đã bị tắt, đúng không? Bật, tắt, bật, tắt, xong chưa? Đấy. Tắt. Bây giờ vấn đề là làm thế nào để nó bảo toàn được cái option đấy. Ví dụ bây giờ đang ở tắt này, bây giờ bật lên nó phải tắt, đúng không? Bây giờ bật lên nó chạy tắt, nó vẫn lại chạy, đúng không? Vậy làm thế nào lưu được cái đấy, đúng không? Đây có option được bảo toàn khi tắt game. Thì để làm được cái việc đấy thì chúng ta sẽ phải có một cái gọi là gì nhỉ, player free.setIn. Đấy, nhạc nền ví dụ thế, set in 1. Đấy. 1 là bật nha. 0 thì là tắt nha. Được chưa? Rồi. Bây giờ chạy này. Tắt này. Tắt đi này. Bật này. Vẫn có. Không biết thiếu ở đâu không? Đó là chúng ta mới set ở đây. Đó là cái này chỉ thực hiện khi mà chúng ta, khi mà cái check đó bị thay đổi trạng thái thì nó mới nhảy vào cái hàm này. Còn nếu trạng thái nó không bị thay đổi thì không bao giờ nó nhảy được vào hàm này. Rồi thì bây giờ mình muốn là mình sẽ lấy ra cái key đó để mà khi game bắt đầu chạy, khi game bắt đầu chạy này, đây nha, à game bắt đầu chạy thì chúng ta sẽ làm gì đây nhỉ? If player, đây mình sẽ để vào đây, mình cho lên trên này nhá, get in nhạc nền, nếu get in mà bằng bằng 1 thì nhạc nền
Is on bằng true và audio ion bằng true. Bằng true thì nó sẽ phải chạy vào thằng này là chơi được thằng này luôn rồi. Thế là xong. L nhạc nền ion bằng full. Được không? Khi game bắt đầu chạy vào hàm start sẽ kiểm tra nếu cái key này mà bằng 1 thì sẽ cho cái check đó bật lên, ngược lại thì check đó tắt đi. Được chưa? Chạy thử nha. Lỗi rồi. Lỗi gì đây? Object reference not set to an instance, tức là đối tượng này chưa được tham chiếu, chưa được thiết lập tham chiếu đến cái object này. Đúng không? Tức là gì? Tức là chưa được set tham chiếu, chưa được gán, đúng không? Ở đâu? Ở cái lớp audio controller và ở cái phương thức bật tắt nhạc này, dòng 36. Đấy. Bấm vào đây, kích đúp vào. Đấy nha, nó ở phương thức bật tắt nhạc đèn. Đấy. Bật tắt nhạc đèn. Đấy, nó ở cái thằng này. Nghĩa là gì đây? Biết tại sao? Chúng ta biết tại sao bị lỗi ở đấy không? Đấy chính là cái lỗi ở trong cái video đấy. Bây giờ nha, chúng ta có biết được là cái hàm nào chạy trước không? Khi game bắt đầu chạy, liệu cái hàm này chạy trước hay là hàm start này chạy trước? À, start. Rồi, thử nha. Mình sẽ thử luôn. Debug.log start. Mình log ra xem là nó nhảy đến cái log nào trước nha. Mình return những cái dưới không cho nó chạy nữa. Rồi, chạy này. Start. Đúng không? Bây giờ nha, mình sẽ làm như này. Mình sẽ cho cái lốc này xuống dưới chỗ này. Đâu nhỉ? Đây, lốc của nó start này. Xuống dưới chỗ này. Xem sao nhá. Thằng nào chạy trước? Bật tắt nhạc nền chạy trước. Thấy không? Biết tại sao? Thực ra là nó vẫn chạy vào start trước. Nhưng mà gì? Nhưng mà khi vào trong start, chúng ta thiết lập nhạc nền is on bằng true hoặc nhạc nền ion bằng false thì ngay lập tức cái trạng thái của cái kia bị thay đổi và nó sẽ chạy luôn đến cái phương thức này. Cái luồng nó chạy luôn ngay đến bật tắt nhạc nền. Nó xử lý luôn cái thằng này. Đấy, xong thằng này rồi nó mới chạy đến cái thằng start, đến cái chỗ này. Nó mới đến cái debug log này. Được chưa? Đấy.
Thế nên là khi nó nhảy đến cái thằng này, nhảy đến cái nhạc nền is on, nó làm thay đổi trạng thái. Khi mà thay đổi trạng thái thì nó nhảy xuống dưới này, nhảy được xuống dưới này, được chưa? Thì khi nhảy xuống dưới này thì nó sẽ kiểm tra, nó sẽ thực hiện là audio 0.play. Nhưng mà audio 0.play này, audio 0 nó được khởi gán chưa? Audio nó mới ở, nó đang ở dưới này này. Cái thằng start này nó khởi động, nó khởi gán ở dưới. Đấy. Nó chưa được tham chiếu đến cái thành phần suộc ở trên. Được chưa? Đấy. Rồi, thì bây giờ mình sẽ lại viết lại cái thằng này. Mình phải cho được ra sau thằng audio. Được chưa? Chạy thử. Lúc này thì lại bị tắt nhưng mà vẫn có nhạc. À, bởi vì là mình return luôn rồi. Nhưng mà không bị báo lỗi nữa rồi, không bị báo lỗi đỏ nữa rồi. Rồi bây giờ mình bỏ return cái chỗ này đi. Đấy, các bạn thấy chưa? Giờ không bị chạy nữa rồi, không bị lỗi nữa rồi. Bật này. Sao bé thế nhỉ? Tắt này. Bật này. Tắt này. À. Sao nó lại bé thế nhỉ? À đây. Đấy. Rồi, thế như vậy nó đã lưu cái trạng thái audio của game. Cái lốc này ạ, xóa đi. Đấy, như vậy nhiều khi chúng ta phải sử dụng cái debug đấy để chúng ta kiểm tra. Rồi, tiếp theo tạo một cái scene có input field để cho người chơi nhập tên người chơi, một nút start để mở scene play ở bài 5. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái phần này tiếp theo. Chúng ta lưu cái scene này lại. Save. Cái scene này đang có tên là sample scene này, chúng ta có thể đổi tên nó đi này. Đổi tên ở đâu nhỉ? Vào view setting. Rename ở đây à? Đấy, ví dụ như là play scene. À, play game. Enter, reload. Ok chưa? Rồi. Bây giờ mình làm một cái scene mới. New scene. Đấy. Save lại, mình bấm save lại. Mình ở đây là menu. Được chưa? Rồi, thì bây giờ mình sẽ kéo một cái UI input vào đây. Được chưa? Tiếp theo mình kéo tiếp một cái button đi. Đấy. Kéo xuống dưới.
Rồi, option mình bấm là play đúng không? Ví dụ thế. Cái input này nó đang là enter text. Đấy, thì là mình đặt nó là gì đây, gợi ý nha. Đây, cái này nó ghi là enter text, tức là text gợi ý. Rồi thì enter name, enter name, ví dụ thế đúng không? Nhập tên. Rồi mình xử lý cái input này xong, thì bây giờ tiếp theo cái button này chúng ta muốn bấm vào đây nó nhảy sang cái scene kia đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái nút này on click, chúng ta viết sự kiện on click. Đấy. Rồi thì bây giờ mình muốn là, rồi mình cứ ví dụ trước đi, ví dụ mình viết thêm một cái script là load menu đi, load menu và load play games. Rồi ví dụ thế. Rồi mình sẽ viết cái thằng này. Giờ không cần dùng đến start và update nữa, mình xóa nó đi. Mình sẽ dùng cái hàm, mình sẽ viết riêng ra một hàm là void public, public void load game. Đấy. À, chúng ta có phương thức scene manage chấm. À, khi chúng ta gõ như thế, nếu gõ chính xác nha thì nó sẽ yêu cầu chúng ta import using cái engine cinematic này vào. Được chưa? Chấm load scene. Tiếp theo nó sẽ gợi ý là chúng ta phải điền vào cái index của cái scene đó. Thế mà để xem index của scene thì chúng ta vào file build setting. Đây index của nó bằng 0 này, được chưa? Như vậy load cái scene này thì chúng ta index bằng 0. Load scene index 0. Được chưa? Thế thôi. Rồi thì bây giờ có phương thức này rồi. Bây giờ mình sẽ kéo nó vào cái sự kiện. Bấm cộng. Object này chúng ta kéo cái button này vào đây. Nó sẽ hiện thị được cái load play game ở đây. Load game ở đây. Play chơi. Lỗi gì đây? Thằng này nó rất hay lỗi linh tinh, bỏ qua đi. Trả lại. Play. Đấy thì nó sẽ load được sang cái scene này đúng không? Cái scene này mình lại muốn bấm lại quay về đúng không? Sao thì sao? Scene này mình sẽ kéo thêm một cái UI button. Menu ví dụ thế. Đấy. Từ cái nút này thì chúng ta muốn bấm được nó đúng không? Thì phải làm gì? Lại phải viết một cái script vào đây. Load menu đúng không? Ví dụ thế. Load menu. Load menu.
Not Menu Sheet. Cái menu thì chúng ta lại phải, nó là cái scene thứ một sau scene kia thì chúng ta phải là số 1 đúng không? Bấm không được đúng không? Không được, bởi vì sao? Vì chúng ta chưa kéo nó vào đây. Scene width số 1 này chưa được load bởi vì nó chưa được add vào build setting. Đấy, để add build setting thì vào file build setting, ok. Chúng ta phải add cái scene menu vào. Bây giờ phải mở cái scene menu đó lên. Vào file build setting. Add open. Đấy, rồi chạy lại này. Đấy, nhập tên vào đây. Wow. Bấm play. Đấy. Lại về menu. Đúng không? Lại bấm chơi. Lại về menu. Đấy. Tiếp theo này. Xin play bổ sung thanh school bar để tăng giảm âm lượng nhạc lên. Rồi. Về school bar nhá. Sang xin play. Mình sẽ game object UI school bar. Được chưa? Đấy, ngay lập tức nó sẽ có một cái school bar di chuyển vị trí khác. Rồi. Đấy. Ví dụ cái này mình đặt là âm lượng. Âm lượng nhạc nền. Được chưa? Rồi. Chúng ta thấy là cái school bar này nó có các cái này. Đấy, nó có cái value này. Value chạy từ 0 đến 1. Đúng chưa? Đấy. Và bên nhạc nền này chúng ta thấy là gì? Chúng ta thấy là đây bên volume chứ, âm thanh. Âm thanh thì chúng ta có volume cũng chạy từ 0 đến 1. Đúng không? Chúng ta thấy có sự tương đồng không? Đúng không? Vậy chúng ta sẽ thiết lập làm sao cái value của school bar sẽ chính là cái âm lượng của audio source, đúng không? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ viết ở trong audio controller. Đấy. Mình sẽ lấy ra cái school bar đó. Public school bar. Âm lượng nhạc nền. Đấy. Rồi. Khi game bắt đầu chạy thì ta sẽ có âm lượng nhạc nền chấm value sẽ bằng audio 0. Audio 0. Chấm gì nhỉ? Chấm volume. Đấy. Cho thằng này xuống dưới. Được chưa? Rồi, thế bây giờ khi thằng kia nó di chuyển cái school bar này thì chắc chắn là nó sẽ có cái sự kiện xảy ra. Đúng không? Nào, bây giờ ta xem cái sự kiện nó xảy ra ở đâu. Đây, nó có on value trên đây này. Vậy lại làm giống hệt button, giống hệt check nhạc nền. Đó là mình sẽ viết một cái hàm public void ở bên audio controller này. Đấy. Thiết lập
âm lượng nhạc nè. Đấy rồi, thiết lập âm nhạc lượng nhạc nền thì chúng ta sẽ làm từ đây. Chúng ta sẽ viết cái thằng này ở đây, lúc này lại viết ngược lại, audio 0.volume sẽ bằng âm lượng nhạc nền .value, đúng không? Rồi thì vào ở trên giao diện mình sẽ cho thằng này, kéo thằng này vào đây, audio controller thiết lập ơn nhận này đây. Rồi chạy thử. À lỗi vì là ta chưa kéo tham chiếu, kéo cái âm lượng nhạc nền vào đây. Đấy. Sao bé tẹo vậy? Sao tự nhiên nó bị tắt nhạc nhỉ? Chắc nữa mình bấm nhầm vào cái chữ nhạc nền. Bé chưa? Đấy. Còn cây cuối lăn chuột. Cái câu lăn chuột này là có bạn ở trong lớp bạn hỏi thì mình thấy ok, đưa vào câu hỏi luôn. Bạn ấy bảo muốn lăn chuột cũng điều chỉnh âm lượng thì làm thế nào, đúng không? Chúng ta tự đặt ra những câu hỏi của mình để xem có làm được như vậy không. Lăn chuột cùng chiều thì tăng âm lượng, ngược chiều thì giảm âm lượng. Rồi thì bây giờ ví dụ cái lăn chuột đó mình chưa nắm được thì bây giờ mình lên Unity Doc, mình search từ khóa rồi mình sẽ vào đây, mình gõ từ khóa ví dụ như là chuột, à scone mouse, đúng không? Đấy thì nó sẽ di ra được cái này, mấy cái liên quan đến chúng ta sẽ đọc được ngay mouse scone delta, cái này khả năng liên quan đến thanh cuộn của chuột. Mình bấm thử. Đấy, cái này là để làm gì? Nó là một vector 2 và chỉ read only, chỉ đọc. Đấy, cái thằng này lưu trữ một cái thuộc tính y của vector 2, x có bỏ qua, và liệu x có thể bỏ qua, được chưa? Cái thằng này có thể là up dương hoặc âm là down. Giá lị, giá 0 là bằng 0 khi mà chuột không cuộn, đúng không ạ? Đấy, chú ý rằng chuột với tức là chuột giữa của chuột là chỉ thông dụng trên PC thôi. Rồi ok, thì ví dụ thế. Rồi thế thằng này như thế nào? Bây giờ nhìn này nha, đọc kỹ, đọc hết thì nó hơi nhiều, thì bây giờ mình hướng dẫn các bạn để chúng ta có thể test được luôn. Đó là bây giờ chúng ta biết là nó là cái thằng này thôi. Bây giờ mình sẽ thử
xem là nó như thế nào bằng cách lốc nó ra. Mình viết trong hàm update. Ví dụ mình viết ở trong game controller. Mình viết ra là mình debug.log input.scone.mouse.conenta. Chạy thử nha. Chạy thử này. Rồi bây giờ nha, các bạn nhìn vào lốc này. Các bạn có nhìn thấy nó đang chạy không? Không không không? Đúng không? Bây giờ mình sẽ lăn chuột này. Nhìn nó hiện chữ số 1 không? Đấy, mình đang lăn ngược lại này. Bây giờ mình lăn tiến lên này. Đấy, 1. Đấy, thì cứ mỗi lần mình lăn cái thì nó sẽ lên 1. Không lăn thì lại về 0. Đó là cách để chúng ta thử. Được chưa ạ? Vậy mình biết ngay là chứng tỏ cái thuộc tính y của nó sẽ chỉ nằm ở 0 hoặc 1. À, trừ 1, 0 hoặc trừ 1 đúng không? Rồi, thì bây giờ mình sẽ code cái thằng đấy. Mình sẽ kiểm tra. Đấy. Mình sẽ xử lý ở trong cái này. Audio controller. Thiết lập âm lượng nhạc nền. Đúng không? Đấy. À đây, mình phải viết trong update chứ. Viết trong update của cái thằng audio controller này. Đấy. Mình sẽ viết trong update là như này. If input.delta.y mà lớn hơn 0 thì cái gì? Thì cái âm lượng nhạc nền. Đấy. Âm lượng nhạc nền chấm value trừ bằng giảm dần mà à lớn hơn không thì cứ cho tăng dần đi cộng bằng bao nhiêu hả em? Cộng bằng bao nhiêu? Theo em là cộng bằng bao nhiêu? Có hiểu cái trường value của cái âm lượng nhạc nền nào không? Có hiểu cái value này là ở chỗ nào không? Nó là của scone 3 đấy. Hiểu chưa? Rồi. Cộng bằng 0.1F. Bởi vì sao? Bởi vì value nó nằm từ 0 đến 1. Nhưng mà cộng vào 1 phát thì 1 phát nó lên 1 luôn. Nên ta phải cộng với 0.1 thôi để nó tăng dần mỗi mức 10%, hiểu không? Đấy. Rồi, ngược lại. L if input.delta lớn hơn 0 à nhỏ hơn 0 thì cái gì? Âm lượng nhạc nền trừ bằng 0.1. Đấy chưa? Rồi, chạy thử nha.
video. Đây mình đang lăn chuột này, đúng không? Được chưa? Mức âm lượng được bảo toàn khi mở lại game. Rồi bây giờ làm nào được cái này? Thì chúng ta lại có một cái đây. Mỗi khi âm lượng thay đổi thì chúng ta sẽ có player prefer chấm set float, đúng không ạ? Bây giờ lại phải chơi set float bởi vì là value của nó là số thực, không phải set in được nữa. String của chúng ta sẽ là volume hay thôi âm lượng, chơi tiếng Việt âm lượng, đấy chưa? Rồi value ở đây sẽ là cái này đấy. Khi game bắt đầu mở lại thì nó sẽ thiết lập cái đó ở trong hàm start đây, ở đây. Audio không chấm value volume bằng get loss âm lượng chấm phẩy. Ok, chạy thử nha. Đang bằng không này, lăn này, tắt này, mở này, cho về giữa này, tắt này, mở này, được chưa? Đấy. Rồi thế như vậy là mình đã hướng dẫn chúng ta xong cái bài này. Được ạ? Có ai có câu hỏi gì không? Chưa hiểu chỗ nào không? Chưa hiểu chỗ nào thì giảng lại. Rồi thì thôi, nếu không ai hỏi thì về nhà xem video để luyện tập nhá. Buổi sau kiểm tra, được chưa? Đấy. Rồi có quay đây rồi. Ok. Bạn nào muốn chuột của mình cho mình lại con chuột nhỉ? Cái chuột của mình.